AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay thì Sói Bạc sẽ giới thiệu anh em một con game mobile rất là thú vị, có tên gọi là Kingdom Chezo. Một con game idol nhập vai thẻ tướng lấy đề tài Tam Quốc, khá thú vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game này nhá. Ở đây thì mình đã đăng nhập sẵn rồi. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ kéo thả để cho nhân vật vào chiến đấu. Đó, và con game này là một con game nhập vai rảnh tay nha các bạn. Nhân vật nó sẽ tự động chiến đấu. Đấy, nó lấy đề tài thật ra thì không hẳn là đề tài Tam Quốc đâu anh em ạ. Mình thấy tạo hình này là nhân vật vua Arthur này, rất là nhiều nhân vật nhá. Đó, nó sẽ có rất là nhiều nhân vật từ của phương Tây lẫn phương Đông, những cái nhân vật nổi tiếng, nhưng mà nhân vật nó được tạo hình theo kiểu phong cách 2D, theo kiểu phong cách hoạt hình chibi ý, trông rất là dễ thương. Đấy, mình trong con game này đại loại thì anh em sẽ đi chiêu mộ tướng và thả tướng ra trận, và tướng nó sẽ tự động chiến đấu nha anh em nhá. Đó, khi mà xuất hiện quái thì nhân vật của mình sẽ tự động chiến đấu, và các bạn sẽ có một cái nút ở giữa màu xanh này anh em nhé, one click upgrade, chiến click là có thể nâng cấp tướng lên rồi. Đó, các bạn để nâng cấp tướng của mình lên. Bây giờ chúng ta sẽ gọi tiếp tục gọi thêm tướng này. Đó, đây là phần đăng nhập nhận, đây là cái phần nhận quà. Đây, các bạn sẽ khi mà chiến đấu anh em sẽ thu được vàng, và khi mà có vàng rồi các bạn sẽ mở bóc tướng ra. Đây, đây là Hoàng Trung này. Đó, tức là sẽ bao gồm cả tướng của phương Tây lẫn tướng của phương Đông như kiểu thời Tam Quốc nha anh em nhé. Đấy, sau này thì chúng ta sẽ có các tính năng như kiểu challenge này, level 40 mở, rồi Rain Boss, level 20. Thì ban đầu anh em chỉ đi được cái phần battle này thôi. Sau này thì nó mới mở khóa thêm các cái chế độ chơi khác. Đấy, cũng khá là thú vị nhỉ. Đấy, anh em đợi tí nhá, mình đang chơi bằng giả lập. Con game này thì nó có cả... À, nó mới chỉ có trên Android thôi. Nên các bạn nếu mà không có máy Android ấy, chơi bằng giả lập nhá. Cái này là nạp tiền gì đó. Ok. Rồi, chúng ta sẽ nâng cấp này. Các bạn để xem quảng cáo để tăng tăng tốc độ đánh. Đúng không nhỉ? Đây, ví dụ nhận thưởng này. Đấy, đánh nó sẽ nhanh hơn. Rồi mình sẽ thả Hoàng Trung ra đây nhá. Rồi mình sẽ gọi thêm tướng này. Đấy, con game cái con game Kingdom Treasure này nó chơi như vậy thôi, rất là đơn giản. Musashi này, một tướng của Nhật. Đó, tức là game này nó rất là nhiều tướng đủ thể loại luôn nhá, cũng không phải là hẳn là mỗi ở Tam Quốc đâu anh em ạ. Ở đây là phần các bạn có thể mình muốn đổi tên. Game thì ngôn ngữ thì chúng ta sẽ có phần tiếng Trung và tiếng Anh nhá, thì anh em sẽ chơi tiếng Anh thôi. Con game này thì mình nghĩ là anh em sẽ không cần phải gọi là cần thiết phải cả tiếng Việt đâu, chơi nó cũng khá là dễ dàng thôi. Đấy, đánh quái thì sẽ có vàng, và thì các bạn sẽ mở ra tướng, mở hộp bóc ra tướng. Nếu muốn có vàng nhanh thì các bạn có thể nạp kim cương vào hoặc là xem quảng cáo. Ồ, Hoàng Trung hệ tím này, tức là tướng thì nó cũng chia phẩm chất ra nha anh em nhá. Đó, mình nâng cấp từ phẩm xanh lá cây lên phẩm tím, rồi nâng dần lên. Đây, chúng ta có danh sách tướng này, rất là nhiều luôn. 2 3 4 5 cũng không nhiều lắm. Tính ra không là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 4, 2, 8, khoảng 30 nhân vật thôi. Ồ, cũng không quá nhiều nha. Đây, mình có thể nâng cấp tướng này. Đó, các bạn này nâng level cho tướng này. Đấy, rồi lại tiếp tục gọi tướng ra. Giang Phi tướng gì nhỉ? Nói chung là vì là... À, Giang Phi là Trương Phi đó, đúng rồi. Tại vì là game tiếng Anh, mà tên... game nó sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh mà, nên là tên tướng nó cũng dịch ra tiếng Anh. Đôi khi mình cũng không biết. Đây, Giang Phi là Trương Phi nhá anh em nhá. À, có thể nâng cấp nhanh. Nếu mà hết cái XP này thì các bạn có thể nạp vào hoặc là xem quảng cáo. Mọi thứ hoàn toàn tự động nhá. Game chơi kiểu đúng kiểu giải trí thôi, vui vẻ thôi anh em ạ. Lối chơi nó rất là đơn giản. Rồi, tiếp tục. Đây, chúng ta sẽ đánh theo chương, câu chuyện. Đó, mở khóa dần lên.
anh ấy để xem quảng cáo để nhận thưởng nhiều hơn. Rồi chúng ta sẽ sang map khác. Đánh càng lên cao thì các bạn sẽ treo máy nhận thưởng càng nhiều nha. À, hiện tại chỉ có 5 tối đa 5 tướng ra trận thôi. Đấy. Mở hòm này. Đấy, muốn có thêm x3 phần thưởng thì các bạn sẽ xem quảng cáo nhé. Nhưng ở đây thì mình không xem đâu. Đấy, mình có thể đổi tướng. Tướng nào phẩm cấp kém thì mình sẽ cho ra ngoài. Mọi thứ hoàn toàn tự động luôn. Chơi rất là nhàn, đúng kiểu chơi theo kiểu giải trí ấy, anh em. À, vậy thôi, treo máy như này thôi. Ủa, xong đánh tiếp nhỉ? Đây, mình sau này có thể nâng cấp tướng lên. Ô, sao nó đứng im rồi này? Ủa? Sao nó đứng im rồi này? Lag à? Không hiểu kiểu gì luôn. Chắc mình sẽ thoát ra vào lại xem sao. À đây, được rồi. Đi nhưng đứng im, nó kiểu thỉnh thoảng nó bị lag ấy. Đấy, nó phải đánh liên tục cơ. Đây, lại mở, tiếp tục mở hero này, cũng lại sẽ mở liên tục nhá. Ma chao, mã siêu. Đấy, mình sẽ ưu tiên sử dụng những cái tướng mà, ôi, đây, tướng mà phẩm chất xịn xò hơn. Đấy, cho lên. Những cái tướng các bạn không dùng đến thì nó vẫn kiếm tài nguyên cho các bạn nhá. Tại sao đứng nó cứ bị đứng nhảy nhỉ? Nó không đánh liên tục nhỉ? Không hiểu tại sao mà nó chỉ đứng im nhảy thôi, nó không đánh liên tục ấy. Đấy, các bạn thấy là cái con Kingdom Treasure này nó chơi khá đơn giản thôi. Nhiệm vụ chính của anh em trong con game này đó là tập hợp các anh hùng và tạo thành tổ đội tiêu diệt quái vật. Và các bạn sẽ sử dụng nguồn tài nguyên để có thể gọi thêm tướng mới này, cũng như là nâng cấp nhân vật. Đấy, sau này thì các bạn sẽ có thêm các cái chế độ chơi khác như kiểu là Challenge này. Rồi Rainbow, Sunbot. Đấy, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà game nó hơi lag anh em ạ. Không hiểu tại sao game nó lag quá. Mình không biết lý do là gì mà game nó lag như vậy. Đáng nhẽ là nó không được đứng im này đâu, nó phải đánh liên tục cơ. Cái này là do server của game á, nó không ổn định. Đấy, nó lag này. Ui dồi, nó lag. Cái này là nếu các bạn được thì anh em nên bật VPN lên chơi nhé. Hoặc là có thể là do mạng của mình ấy. Mình sẽ vào lại xem sao. Được rồi. Tại sao nó cứ đứng im nhỉ? Đây, chúng ta sẽ click để challenge bot này, đánh bot này. Được rồi. Ổn rồi anh em ạ. Con game này đúng là kiểu chơi để lúc anh em giải trí, rảnh tay thôi nhá. Lối chơi rất là đơn giản thôi. Bot này. Bot là bot Trương Phi luôn. Đấy, game đồ họa 2D khá là nhẹ nhàng thôi. Trông khá là dễ thương. Đây, chúng ta có Triệu Vân này. Mở khóa hero mới Triệu Vân. Và chúng ta mở khóa tính năng Sunbot. Ở đây thì các bạn có thể mời bạn bè vào đánh cùng hoặc là trợ giúp bạn bè nhé. Nó sẽ tự động đánh à. Tự động đánh luôn. Và các bạn sẽ nhận thưởng. Đây. Đó, các bạn có thể mời bạn bè vào để đánh cho nhanh hơn. Hoặc là trợ giúp bạn bè. Thế các anh em thể kết bạn nhé. Đúng rồi. Các bạn muốn cộng thêm sát thương 100% sát thương thì anh em thể xem quảng cáo. Từ game nó kết hợp xem quảng cáo rất là nhiều. Đấy, nó sẽ treo máy tự động này thôi. Nói chung là các tính năng nó làm đơn giản mà, để đỡ mất thời gian của người chơi ấy. Mở bóc tiếp này. Hạ hầu đôn này. Đó, chúng ta có tướng hạ hầu đôn nhá. Rồi, mình đang bây giờ hiện tại là mình đã mở khóa là 6 tướng ra trận rồi. Nói chung là chơi game nó cũng khá đơn giản thôi. Được, giải trí khá là tốt. Bạn nào dịp Tết nào rảnh rảnh thì cũng có thể tải con game này về chơi. Điểm hạn chế của con game này đó là nó chưa có phiên bản dành cho iOS. Đấy, mới hiện tại chỉ có dành cho Android thôi. Nên anh em nếu mà không có máy Android ấy, anh em sẽ chơi bằng giả lập.
Đấy, hy vọng nó sẽ sớm có cái phiên bản dành cho iOS để anh em kiểu chơi cho nó. Mấy bạn nào mà dùng máy iOS thì có thể chơi nó dễ hơn, chứ không đỡ phải chơi qua giờ lập như này. Ok, thì như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một con game mobile giải trí khá là tốt, có tên gọi là Kingdom Treasure nhá, một con game nhập vai rảnh tay thôi. Thì bạn nào quan tâm có thể tải con game này, mình sẽ để một đường link ở phần mô tả để các bạn tải game và chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCoV. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, community game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi.